Sách Thi Thiên chương 25. Cầu xin Chúa phù hộ, dẫn dắt và tha tội. Lạy Đức Giê-hô-va, linh hồn con hướng về Ngài. Đức Chúa Trời của con ơi, con tin cậy nơi Ngài. Nguyện con không bị hổ thẹn, đừng để kẻ thù con thắng hơn con. Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn, ngoại trừ những kẻ đang tâm phản bội. Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài. Xin dẫn con đi trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi con. Hằng ngày con trông đợi nơi Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Xin đừng nhớ các tội lỗi của con ở tuổi thanh xuân hay sự nổi loạn của con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến con tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực, vì thế Ngài chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì. Tất cả đường lối của Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì cớ danh Ngài, xin tha thứ cho con, vì con phạm tội nặng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi tốt lành, và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Mắt con hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ gỡ chân con ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa đoái xem con và thương xót con vì sự cô đơn và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng con thêm nhiều. Xin Chúa cứu con khỏi hoạn nạn. Xin xem xét nỗi khốn khổ và hoạn nạn của con và tha mọi tội lỗi con. Hãy xem kẻ thù của con đông đến dường bao, chúng ghét con, hung bạo đến thế nào. Xin Chúa gìn giữ linh hồn con và giải cứu con. Đừng để con bị hổ thẹn vì con nương náu mình nơi Chúa. Nguyện sự thanh liêm và sự chính trực bảo vệ con, vì con trông đợi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc dân Israel khỏi mọi gian truân. Sách Ma-thi-ơ chương 25. Ẩn dụ về người trinh nữ. Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ ví như 10 người trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Những cô dại đem đèn nhưng không đem dầu theo, còn những cô khôn đem đèn và đem cả dầu theo. Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô đều buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Nhưng đến nửa đêm có tiếng gọi: "Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người." Các trinh nữ thức dậy và sửa soạn đèn của mình. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị sớt cho chúng tôi ít dầu vì đèn chúng tôi sắp tắt." Nhưng các cô khôn trả lời: "Không thể được, sẽ không đủ cho cả chúng tôi và cả các chị. Tốt hơn, các chị nên đi đến người bán dầu mà mua." Nhưng trong lúc họ đi mua thì chàng rể đến. Những người đã sẵn sàng đi với chàng rể vào tiệc cưới và đóng cửa lại. Một lúc sau, các trinh nữ kia cũng đến, thưa rằng: "Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi." Nhưng người chủ đáp: "Ta nói thật với các cô, ta không biết các cô là ai cả. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày cũng không biết giờ." Ẩn dụ về các ta lân. Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đệ tớ mình lại và giao tài sản mình cho họ. Chủ giao cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường. Người được nhận 5 ta lân liền đi làm lợi ra và được thêm 5 ta lân nữa. Người nhận được 2 ta lân cũng vậy, được thêm 2 ta lân nữa. Nhưng người đã nhận 1 ta lân thì đi đào đất và giấu bạc của chủ. Sau một thời gian dài, chủ của những người đầy tớ này trở về và tính sổ với họ. Người đã nhận 5 ta lân đến, đem thêm 5 ta lân nữa và nói: "Thưa chủ đã giao cho tôi 5 ta lân. Đây này,
tôi đã làm lợi thêm được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người ấy, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Ngươi đã nhận được 2 ta lân cũng đến và nói, thưa chủ đã giao cho tôi 2 ta lân, đây này, tôi đã làm lợi thêm được 2 ta lân nữa. Chủ nói với người ấy rằng, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Người được nhận 1 ta lân cũng đến và nói, thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ và đi giấu ta lân của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàng trả lại cho chủ những gì của chủ. Nhưng chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia, có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải ra không? Thế thì, lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, hãy lấy ta lân khỏi tên này và cho người có 10 ta lân. Vì ai có sẽ cho thêm để họ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Sự phán xét cuối cùng. Khi con người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chiên chia chiên và dê ra, để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy, vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng, hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói, các con đã cho ta ăn, ta khát, các con đã cho ta uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp rước ta, ta trần truồng, các con mặc cho ta, ta ốm đau, các con chăm sóc ta, ta bị tù, các con thăm viếng ta. Lúc ấy, những người công chính sẽ thưa với Ngài, lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu? Vua sẽ trả lời rằng, thật ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào hồ lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Vì ta đói, các ngươi không cho ta ăn, ta khát, các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Lúc ấy, những người này cũng trả lời, lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài đâu? Ngài sẽ đáp lại rằng, thật ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi đã không làm cho ta. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Sách Sử Ký Nhì, chương 27. Jotham làm vua Juda. Khi lên ngôi vua, Jotham được 25 tuổi và cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ vua là Jerusha, con gái của Sa-đốc. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, đúng như những gì vua cha là Ô-xia đã làm. Nhưng vua không vào đền thờ Đức Giê-hô-va, còn dân chúng thì vẫn cứ bại hoại. Vua xây cổng trên của đền thờ Đức Giê-hô-va và xây dựng nhiều công trình trên tường Ô-phên. Vua cũng xây dựng các thành trong miền đồi núi Giu-đa và xây dựng các pháo đài, tháp canh ở miền rừng rậm. Vua giao chiến với dân Amon và đánh bại chúng. Trong năm đó, dân Amon nộp cho vua khoảng 3.000 ký bạc, 2.200.000 lít lúa mì và 2.200.000 lít lúa mạch. Dân Amon cũng nộp cho vua số vật phẩm ấy trong năm thứ nhì và năm thứ ba,
Vậy, Dư Tham trở nên cường thịnh vì vua kiên định trong đường lối mình trước mặt Dư và Đức Chúa Trời. Các việc khác của Dư Tham, tất cả các cuộc chiến và đường lối của vua đều được chép trong sách các vua Israel và Juda. Khi lên làm vua, Dư Tham được 25 tuổi và cai trị 16 năm tại Jerusalem. Vua an giấc cùng tổ phụ mình, người ta an táng vua trong thành David. Thái tử Acha lên ngôi kế vị. Sách Sử Ký Nhì, chương 28. Vua Acha thờ hình tượng. Khi lên ngôi vua, Acha được 20 tuổi và trị vì 16 năm tại Jerusalem. Vua không làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như tổ phụ vua là David đã làm, nhưng đi theo đường lối của các vua Israel. Vua đúc hình tượng cho thần Ba-anh, song hương trong thung lũng bên Hinnom và thiêu con cái mình làm tế lễ theo thói tục ghê tởm của các dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi dân Israel. Vua dâng sinh tế và song hương trên các nơi cao, trên các ngọn đồi và dưới các cây xanh. Dân Aram và dân Israel đánh bại Acha. Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó vua Acha vào tay vua Aram. Quân Aram đánh bại Acha và bắt rất nhiều người của vua làm tù binh dẫn về Đa-mách. Vua cũng bị phó vào tay vua Israel và bị tổn thất nặng nề. Trong một ngày, Phê-ca, con của Remalia, giết 120.000 người Juda, tất cả đều là những dũng sĩ, vì chúng đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Siết-ri, một dũng sĩ ở đất Ê-phra-im, giết hoàng tử Ma-a-se-ya, quan quản lý cung điện Arikam và quan tể tướng Enkana. Người Israel bắt trong số anh em mình 200.000 tù binh, gồm cả đàn bà, con trai, con gái. Họ cũng lấy rất nhiều của cải đem về Samari. Nhà tiên tri Odet ngăn cản ý định của dân Israel. Tại đó, có một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va tên là Odet. Ông ra đón đạo quân đang trở về từ Samari và nói với họ: "Này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Giu-đa, nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi, và các ngươi đã giết chúng trong cơn cuồng nộ ngất trời. Bây giờ, các ngươi lại định bắt người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi sao? Còn về các ngươi, chẳng phải chính các ngươi cũng đã phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Vậy, bây giờ, hãy nghe ta mà thả những tù binh mà các ngươi đã bắt từ anh em mình, vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên các ngươi." Lúc ấy, có một trong số các nhà lãnh đạo của dân Ê-phra-im như Asa-ria, con của Johanan, Berekia, con của Meshi-lê-mốt, Ê-xê-chia, con của Sa-lâm, và Amasa, con của Hát-lai, đồng đứng lên chống lại những người vừa đánh trận trở về. Họ nói: "Các ngươi đừng đem những tù binh vào đây, vì làm như thế các ngươi khiến cho chúng ta mắc tội với Đức Giê-hô-va và làm cho tội ác chúng ta càng gia tăng. Vì tội lỗi chúng ta thật lớn và cơn thịnh nộ dữ dội đang ở trên Israel." Vậy quân lính thả các tù binh và bỏ lại chiến lợi phẩm trước mặt các nhà lãnh đạo và toàn thể hội chúng. Những người đã kể tên trên đây liền đứng dậy dẫn các tù binh ra, lấy quần áo trong chiến lợi phẩm mặc cho những người bị trần truồng, mang giày, cho ăn uống, sức dầu cho họ và cho những người yếu sức được cưỡi lừa, rồi đưa họ trở về cùng anh em mình đến tận Jericho, thành cây già là. Sau đó, những người ấy trở về Samari. Acha cầu cứu vua Assyri. Trong lúc đó, vua Acha sai sứ đi cầu cứu vua Assyri, vì dân Edom đã trở lại đánh Juda và bắt dẫn đi nhiều tù binh. Dân Philistine cũng xâm lấn các thành trong miền Sơ-phê-la và Negev thuộc Juda. Chúng chiếm Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot, Soko và các vùng phụ cận, Thimna và các vùng phụ cận, Kimso và các vùng phụ cận, rồi chúng định cư tại các nơi ấy. Do tội lỗi của Acha, vua Juda, Đức Giê-hô-va đã hạ Juda xuống, vì Acha đã khiến cho dân Juda sống phóng đãng và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. Tiglath-pileser, vua Assyri, thay vì đến tiếp cứu, đã tấn công và gây khốn khổ cho Acha.
Acha lấy các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, trong cung vua và trong các nhà quan chức giao cho vua Assyri, nhưng vua ấy cũng không tiếp cứu. Acha qua đời. Trong lúc hoạn nạn, vua Acha lại càng phạm tội với Đức Giê-hô-va. Vua dâng sinh tế cho các thần của Đa-mách là dân đã đánh bại vua, vì nghĩ rằng các thần của vua Aram đã phù hộ họ, nên ta sẽ dâng sinh tế cho các thần ấy để các thần cũng phù hộ ta nữa. Thế nhưng, chính các thần ấy là nguyên nhân khiến vua và toàn thể Israel phải suy vong. Acha thu góp các vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời và đập vỡ hết, rồi đóng các cửa của đền thờ Đức Giê-hô-va. Sau đó, vua lập cho mình những bàn thờ trong mọi ngõ ngách của thành Jerusalem. Trong các thành xứ Juda, vua dựng lên những nơi cao để xông hương cho các thần khác và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các việc khác và cách ăn ở của vua, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách các vua Juda và Israel. Acha an giấc cùng tổ phụ mình, người ta chôn cất vua trong thành Jerusalem, nhưng vua không được chôn trong nơi lăng tẩm các vua Israel. Thái tử Ezechia lên ngôi kế vị.